Lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải xuất phát từ nhu cầu của người dân và xu hướng chính của xã hội, tránh chạy theo chỉ tiêu số lượng gây lãng phí cho ngân sách. Với điều kiện đất đai khí hậu phù hợp phát triển vùng nguyên liệu, huyện A Lưới hướng đến phát triển sản phẩm hàng hóa mới, rượu vang Sim A Lưới. Đại học Huế chủ trọng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao về công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Xin kính chào quý khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế vào khung giờ quen thuộc 6 giờ sáng hàng ngày. Cùng với những tin chính qua phần điểm tin vừa rồi, chương trình sáng nay thứ tư ngày 3 tháng 4 cũng sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý khác. Nội dung chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và xu hướng chính của xã hội, tránh việc đào tạo chạy theo chỉ tiêu số lượng gây lãng phí cho ngân sách. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Dung tại buổi làm việc với thị xã Hương Trà vào ngày hôm qua về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2018 của địa phương. Trong giai đoạn này, tại thị xã Hương Trà đã có gần 700 lao động nông thôn được đào tạo, chủ yếu các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Địa phương cũng làm tốt công tác cho vay, giải quyết việc làm với số tiền trên 22 tỷ đồng. Phần lớn lao động sau học nghề đều có việc làm, năng suất và thu nhập cao hơn. Một số giải pháp mà Hương Trà sẽ chú trọng trong định hướng đào tạo nghề giai đoạn 2019-2020 là rà soát trình độ nguyện vọng của các đối tượng lao động trước khi liên kết với các doanh nghiệp đào tạo nghề để tránh lãng phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản cho các nghề thuộc nhóm phi nông nghiệp, đào tạo nghề gắn với thực nghiệm từ các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành, các cơ sở đào tạo nghề chỉ ra những khó khăn trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay, khi nhiều lao động chưa tích cực tham gia, chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy các nghề phi nông nghiệp còn hạn chế. Công tác khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của lao động ở một số địa phương chưa sát với thực tế. Ghi nhận những kết quả đạt được trong lĩnh vực này của Hương Trà trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Dung cũng lưu ý một số vấn đề cần khắc phục trong định hướng đào tạo nghề thời gian tới. Đó là đào tạo nghề phải gắn với thực tiễn, dựa trên nhu cầu của xã hội, tránh đào tạo theo kiểu những gì mình có hay đào tạo theo kiểu đối phó gây lãng phí. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị ban ngành để công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt kết quả tốt hơn, đồng thời đẩy mạnh phong trào xuất khẩu lao động bởi đây là con đường giảm nghèo nhanh và hiệu quả. VNPT Thừa Thiên Huế và Trung tâm Kinh doanh VNPT vừa tổ chức lễ khai trương điểm giao dịch VNPT 89 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố Huế. Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố Huế có hơn 100.000 khách hàng sử dụng dịch vụ của VNPT. Thời gian qua, VNPT Thừa Thiên Huế đã duy trì và triển khai tổng điểm giao dịch 51 Hai Bà Trưng và 8 điểm giao dịch các huyện, thị xã, thành phố Huế phục vụ khách hàng để giao dịch. Xây dựng được hệ thống các điểm chạm thương hiệu đối với khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của VNPT trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm mục đích đưa sản phẩm và dịch vụ đến gần hơn với người dân, mang đến những tiện ích cho khách hàng tại khu vực phía Bắc sông Hương. VNPT Thừa Thiên Huế đã đưa vào hoạt động điểm giao dịch VNPT 89 Đinh Tiên Hoàng. Đây là điểm giao dịch được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Điểm giao dịch này ngoài cung cấp các dịch vụ truyền thống như điện thoại cố định, dịch vụ di động Vinaphone, Internet, truyền hình Mai TV, còn cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp đơn giản hóa các thủ tục, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc mở thêm điểm giao dịch mới sẽ giúp VNPT tăng cường hơn khả năng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ của khách hàng và người dân trong khu vực. Thưa quý vị, với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu, huyện A Lưới và người dân đang hướng đến phát triển sản phẩm hàng hóa mới mang thương hiệu địa phương rượu vang Sim A Lưới. Tiếp sau, nhiều sản phẩm của địa phương đã và đang được phát triển thương hiệu như chuối da lùng, hoa tulip, thịt bò. Bước đầu, rượu vang Sim A Lưới cũng đã được thị trường đón nhận và hứa hẹn trở thành sản phẩm hàng hóa giá trị, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Chị Lê Thị Trang, chủ cửa hàng nông sản Ngọc Xu thị trấn A Lưới, rất vui khi sản phẩm rượu vang Sim A Lưới của địa phương đã được bày bán trên kệ hàng. Dù mới đưa ra thị trường tiêu thụ được vài tháng, nhưng sản phẩm rượu vang Sim A Lưới đã được người tiêu dùng bước đầu đón nhận. Rượu Sim cũng vậy, bán cũng rất là chạy. Khách hàng ở huyện A Lưới và khách hàng các tỉnh lân cận hay là các thành phố xa thì họ cũng rất là thích. Họ rất là ưa chuộng. Dạ có, em rất thích thú mấy cái đặc sản ở trên A Lưới mình. Thấy lạ. Nhà vì đồ là từ thiên nhiên. Làm thì sạch sẽ đồ này nọ.
với những đồi sim rộng hơn 40 hecta nằm tại các xã Hương Phong, Hồng Thượng, A Đớt, cho sản lượng hơn 2,5 tấn một hecta một năm, là nguồn nguyên liệu dồi dào để phát triển các sản phẩm từ quả sim. Năm 2018, nhận thấy nhiều điều kiện phát triển từ cây sim cũng như học hỏi mô hình rượu vang Phú Quốc, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thành lập hợp tác xã nhằm sản xuất và xây dựng loại rượu mang thương hiệu địa phương. Những trái sim sau khi được thu mua của người dân sẽ được phơi khô, sau đó được đem xay, trộn đường theo tỷ lệ rồi ủ trong chum sành để lên men tự nhiên, tạo nên hương vị đặc biệt cho rượu sim tại đây. Lãnh đạo huyện có chỉ đạo cho Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hướng dẫn các bà con đi vào Phú Quốc để xem cái công nghệ làm rượu sim tại Phú Quốc. Thì những người có điều kiện sau đó đã về đã thành lập hợp tác xã và năm đầu tiên của năm 2019 đã sản xuất được 1.000 chai rượu để đưa ra thị trường. Vào dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 vừa qua, hợp tác xã rượu sim A Lưới đã cho ra đời mẻ rượu đầu tiên với gần 1.000 chai được người dân trên địa bàn bước đầu đón nhận. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tiếp tục xây dựng phát triển thương hiệu cho rượu vang sim A Lưới trở thành đặc sản của địa phương. Sản phẩm nông sản của A Lưới hiện nay là một trong những chủ trương phải nói là cả huyện, chính quyền địa phương rất là quan tâm. Đặc biệt là những năm vừa rồi chúng ta đã kết nối được một số sản phẩm, đặc biệt là chuối, hiện nay chúng ta đã kết nối với các siêu thị khác. Thì hiện nay cũng tiến tới để mà làm sản phẩm nữa, sản phẩm từ sim, quả sim. Thì vừa rồi thì huyện đã hỗ trợ kinh phí để cho hợp đồng với Sở Khoa học Công nghệ để chúng ta nghiên cứu để công thức để chế biến cái rượu sim, đặc biệt rượu sim và các sản phẩm từ quả sim để phục vụ cho bà con nhân dân trên địa bàn. Điều này cho thấy tín hiệu vui khi có thêm một sản phẩm mang thương hiệu của huyện miền núi A Lưới được đến với người tiêu dùng cũng như góp phần nâng cao giá trị nông sản của địa phương. Trong thời gian tới, huyện A Lưới sẽ quy hoạch các vùng trồng sim trên địa bàn nhằm cung cấp nguyên liệu chất lượng cao cho rượu vang sim A Lưới cũng như tạo thêm thu nhập cho người dân. Tiếp tục chương trình với những tin tức khác. Hôm qua, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Y Dược Đại học Huế đã tổ chức bế mạc và công bố kết quả khảo sát đánh giá ngoài chất lượng 3 chương trình đào tạo Dược học, Y tế công cộng, Điều dưỡng của trường. Đoàn đã nghiên cứu tài liệu hồ sơ, minh chứng, trao đổi phỏng vấn trực tiếp và qua điện thoại 8 nhóm đối tượng với 329 cán bộ, giảng viên, nhân viên liên quan, phỏng vấn hơn 300 sinh viên tốt nghiệp trong năm học gần đây và thu thập hơn 600 ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát ở cả 3 chương trình được đánh giá đợt này. Bộ tiêu chuẩn đánh giá gồm 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí, tập trung vào mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, cấu trúc và nội dung chương trình dạy học, phương pháp tiếp cận trong dạy và học, đánh giá kết quả học tập của người học, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, đội ngũ nhân viên, người học và hoạt động hỗ trợ người học, cơ sở vật chất và trang thiết bị, nâng cao chất lượng kết quả đầu ra. Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định Đại học Y Dược Huế là trường đầu tiên của Đại học Huế và cũng là trường đại học đầu tiên trong khối y dược toàn quốc tham gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo. Đoàn đánh giá cao mức độ đầy đủ hoàn thiện các tiêu chí mà Đại học Y Dược nỗ lực để đạt được những yêu cầu khắt khe mà bộ đưa ra, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị giúp nhà trường ra soát tổng thể các hoạt động để xây dựng kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo trong thời gian tới. Thưa quý vị, theo thống kê của các cơ quan chức năng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin được các trường đào tạo hiện nay chỉ mới đáp ứng được một phần của nhu cầu xã hội. Và đến năm 2020, cả nước cần 1,2 triệu nhân lực ngành công nghệ thông tin. Nếu không có những thay đổi điều chỉnh trong công tác đào tạo, đến thời điểm đó sẽ thiếu hụt hàng trăm ngàn lao động trong lĩnh vực này. Trong xu thế này, cũng như nhiều trường đại học cao đẳng trong cả nước, Đại học Huế đã có những sự thay đổi quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Là một trong những khoa có số lượng sinh viên đông nhất của Đại học Khoa học Đại học Huế, Khoa Công nghệ Thông tin hiện có hơn 800 sinh viên đang theo học với 20 lớp. Với đặc thù là ngành học cần nhiều thời gian thực hành trên máy tính, chính vì vậy để đáp ứng nhu cầu của sinh viên, 6 phòng học của nhà trường trước đây đã được cải tạo thành phòng máy tính, phòng lab thực hành với hơn 40 máy tính công suất lớn cho mỗi phòng. Bên cạnh việc nâng cấp cơ sở vật chất, chương trình học cũng được trường thay đổi phù hợp với nhu cầu thực sự của doanh nghiệp. Theo đó, thay vì học 4 năm lý thuyết và thực hành thực tế trong khoảng 1 tuần đến 1 tháng, thì hiện nay sinh viên sẽ học lý thuyết chỉ 3 năm. Năm cuối sẽ dành toàn bộ thời gian để sinh viên được đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, thực tập thực tế ngay tại doanh nghiệp. Trong cái đào tạo nghề thông tin thì chúng tôi đã phối hợp với doanh nghiệp
và cái chương trình thì là hiện nay là khi mà các em học 3 năm đầu xong thì năm thứ tư thì chúng tôi đã phối hợp với các doanh nghiệp để là đưa các chương trình của doanh nghiệp vào các để hỗ trợ các em, tức là khi sau khi ra trường thì tiếp cận ngay về công việc và không phải là đào tạo lại nữa. Thì cái này thì chúng tôi đã có sướng từ trước. Và chính vì vậy thì năm vừa rồi thì chúng tôi phát triển mạnh thêm, tức là bên cạnh công nghệ thông tin thì chúng tôi mở thêm được một số ngành, ví dụ như là ngành kỹ thuật phần mềm hay là công nghệ thông tin chất lượng cao, để cái này đáp ứng tất cả các nhu cầu sở của các em. Việc liên kết doanh nghiệp đào tạo là một trong vấn đề lớn hiện nay, không chỉ của Huế mà kể cả của Bộ Giáo dục. Thì vừa rồi Đại học Huế cũng tham gia với bộ về cái việc liên kết giữa hai bộ, đó là Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thông tin và Bộ Giáo dục Tạo kết hợp với doanh nghiệp để bàn những cái việc làm thế nào đón đầu cái nguồn nhân lực. Thứ hai là cái đáp ứng được nhu cầu của nguồn nhân lực hiện nay doanh nghiệp cần. Và Đại học Huế này đã ký kết với nhiều tập đoàn lớn, ví dụ Wingroup, trong đó có tập đoàn về công nghệ thông tin, hay là các cái cơ sở đào tạo của phần mềm và cái trung tâm phần mềm lớn hiện nay của cả nước để giúp cho chúng ta đưa sinh viên đến đó thực tập. Và theo cơ chế đặc thù là 4% sinh viên vẫn làm việc và thực tập tại doanh nghiệp. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện mỗi năm cả nước có khoảng 50.000 sinh viên công nghệ thông tin tốt nghiệp. Cùng theo một thống kê khác, đến năm 2020, Việt Nam cần 1,2 triệu nhân lực ngành công nghệ thông tin. Trong khi đó, số lượng nhân lực thiếu hụt lại lên đến 500.000 người. Nắm bắt được xu thế nhu cầu nhân lực của thị trường lao động hiện tại và tương lai, Đại học Huế cũng như nhiều trường đại học cao đẳng trên cả nước đã và đang đẩy mạnh đưa các chương trình đào tạo thông thoáng, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, trực tiếp sản xuất, mở rộng tối đa cơ hội cho sinh viên sau khi ra trường. Và để làm được điều này, việc đưa những mảng ngành đào tạo mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào tuyển sinh, cũng như xây dựng chương trình đào tạo đặc thù, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin rất được quan tâm. Đại học Huế này tập trung mở các ngành về kỹ thuật máy tính, cơ sở dữ liệu, big data, hay là ngành về trí tuệ nhân tạo và những nhóm ngành về hệ thống cơ sở dữ liệu. Tập trung lớn nhất là trường Đại học Khoa học và trường Đại học Sư phạm của Đại học Huế. Và bên cạnh đó thì Đại học Huế mở thêm chương trình liên kết với lại Phần Lan, cũng chủ yếu tập trung vào công nghệ thông tin. Và đây chính là đón đầu cho nguồn nhân lực lớn mà sắp đến của xã hội rất cần, đặc biệt ở thành phố Huế cũng như các tỉnh miền Trung sẽ mở các trung tâm về công nghệ phần mềm để giúp cho hỗ trợ việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Công nghệ thông tin được nhận định sẽ là ngành hot trong năm 2019 và cả trong những năm tiếp theo, khi mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang tác động rất lớn đến kinh tế xã hội và các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nhân sự ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, các thí sinh cũng nên tùy vào năng lực của bản thân để lựa chọn môi trường học tập nghề nghiệp phù hợp với trình độ. Quan trọng nhất là xây dựng cho mình một giá trị nghề, nhất là kỹ năng kỷ luật và ngoại ngữ. Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Phẫu thuật Tạo hình của bệnh viện vừa triển khai ứng dụng 3D camera phóng đại để tiến hành vi phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị dập nát tay do tai nạn lao động. Đây cũng là lần đầu tiên đơn vị sử dụng hệ thống kính vi phẫu VTOM với công nghệ hình ảnh học 3 chiều áp dụng cho bệnh nhân này. Cách đây khoảng 3 tuần, Đoàn Văn Hòa, 16 tuổi, trú thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhập viện trong tình trạng cẳng tay phải bị dập nát, hư hại hoàn toàn phần mềm và xương vùng cẳng bàn tay do bị máy xay cuộn vào. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ cấp cứu cầm máu, cắt lọc vết thương cho bệnh nhân. Các bác sĩ để một vùng khuyết hỏng tại vị trí 1/3 trên cẳng tay phải, lô 2 xương cẳng tay, mà không chủ đích cắt lọc đến vị trí cao hơn để có thể tạo được vùng da che phủ được khuyết hỏng. Việc này giúp tạo điều kiện làm chi tay già, thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt lâu dài về sau này của bệnh nhân. Bệnh nhân trải qua 2 lần phẫu thuật thiết lập hệ thống Vacuum Assisted Closure trên vết thương. Đây là một phẫu thuật khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và cần thiết có sự hỗ trợ của kính vi phẫu thuật. Tiến sĩ bác sĩ Hồ Mẫn Trương Phú quyết định ứng dụng kính vi phẫu VTOM 3D. Các phẫu thuật được hoàn thành suôn sẻ sau 4 tiếng. Đến nay, tất cả các thông số chuyên môn đều được đảm bảo tốt. Ưu điểm của công nghệ này là trực tiếp tái tạo hình ảnh trong phẫu trường chi tiết và có chiều sâu, giúp xác định rõ về mặt giải phẫu. Hình ảnh có thể được phóng đại cực lớn, hiển thị trên các màn hình lớn hỗ trợ cho cả ekip cùng nhìn thấy, hỗ trợ cho nhau tốt hơn, dễ dàng trong thao tác điều hướng camera theo yêu cầu của phẫu thuật viên. Thưa quý vị, đến cuối tháng 9 năm nay, thành phố Huế phấn đấu đạt tỷ lệ tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 90% dân số, tiến tới đưa vào ứng dụng sản phẩm đầu tiên hệ sinh thái y tế thông minh, giúp người dân tiếp cận về thông tin cơ bản về tình hình bệnh tật. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện mục tiêu này vẫn còn nhiều khó khăn, phản ánh của phóng viên Huế Ngày Mới. Đến thời điểm này, trạm y tế phường Phú Hòa, thành phố Huế tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 70%,
với 7.137 hồ sơ. Tuy nhiên, đây là một trong tổng số 27 trạm y tế đạt tỷ lệ thấp nhất hiện nay. Tại buổi làm việc với Ban điều hành hồ sơ sức khỏe điện tử Sở Y tế, nhiều vấn đề bất cập như trường hợp trùng hồ sơ do đối tượng có nhiều hơn một mã thẻ bảo hiểm y tế, trường hợp đã chuyển nhân khẩu ra khỏi địa bàn, việc thực hiện quản lý và theo dõi trẻ em dưới 1 tuổi trên phần mềm quản lý tiêm chủng chưa đồng bộ. Tới thời điểm này là nhập đã gần tới 70% rồi hồ sơ sức khỏe mà dựa vào đội ngũ cộng tác viên về nhà thông qua cái sự chỉ đạo của chuyên trách dân số. Rồi ngoài ra thì mình đôi lúc mình cũng nhờ người nhà là dẫn những cái người mà ví dụ ở trong hộ gia đình á, nếu có thuận tới tiền á, thì tới để cho mình thăm hỏi những cái mục ở trong cái hồ sơ sức khỏe. Tuy vậy là có nhiều người họ đi làm ăn từ sáng tới tối, đôi lúc cái việc mà hẹn hoặc là gặp họ thì đôi lúc cũng khó khăn, chủ yếu là dựa vào những cái quyển sổ họ khám mình ở chỗ khác. Cán bộ y tế thành phố chưa thực sự tập trung lắm liên quan đến không tạo lập hồ sơ sức khỏe cho người dân. Thế cái đấy thì không phải là nhiều, cũng một số trạm thôi. Đa số thì các trạm lập trung tốt. Tuy nhiên cái khó khăn lớn nhất là ở thành phố là cái số lượng dân số của thành phố đông, chiếm đến hơn 1/3 dân số của tỉnh Thừa Thiên Huế. Chính vì vậy mà khi tạo lập hồ sơ sức khỏe nó số lượng lớn, cán bộ nó vào không kịp. Thứ hai nữa là gì, hiện nay cái tỷ lệ mà người dân có bảo hiểm y tế của thành phố đăng ký ở thành phố nhưng đi khám tại các cơ sở của thành phố mới chiếm từ 50-52% thôi, thì cái số còn lại thì nó đi các cơ sở khác. Mặc dù chúng ta đã có sự liên thông các cơ sở vào, thế nhưng mà nó vẫn có hiện tượng trùng lắm. Đến thời điểm này, thành phố Huế đã khởi tạo thành công 100% hồ sơ sức khỏe. Tổng dân số thành phố Huế là 358.000 dân, chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh. Việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử vẫn còn vướng nhiều khó khăn do có nhiều trường hợp một người dân có đến 2 thẻ bảo hiểm y tế, cắt và chuyển hộ khẩu dẫn đến tình trạng biến động dân cư. Điều này dẫn đến một thực tế có sự chênh lệch trong việc khởi tạo hồ sơ sức khỏe điện tử. Trong khi đó, mục tiêu đề ra hiện nay, tháng 6 năm 2019, phấn đấu tỷ lệ tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 80% và đạt 90% vào tháng 9 năm 2019. Nhằm hướng tới cuối năm 2019, đưa vào ứng dụng sản phẩm đầu tiên hệ sinh thái y tế thông minh, giúp người dân tiếp cận về thông tin cơ bản tình hình bệnh tật bệnh nhân. Theo tôi nghĩ vấn đề chính vẫn là yếu tố con người. Nếu chúng ta tập trung tốt thì làm. Thế như vậy là sắp tới đây chúng tôi sẽ triển khai một số những nội dung chính. Ví dụ như là những đối tượng nào mà không đi tiêm chủng được hay là không có khám sức khỏe được, chúng tôi sẽ cho phiếu khảo sát điều tra hiện nay đang làm. Và cái phiếu khảo sát này sẽ được cập nhật lại. Thứ hai là chỉ đạo sát các trạm y tế hàng ngày phải nhập số liệu đầy đủ. Những cái nào dễ chúng ta làm ngay, cái nào khó thì chúng ta điều chúng tra về ta làm. Thứ ba là đơn vị sẽ cử cán bộ thông tin về giúp các trạm y tế vấn đề là liên quan đến cái phần mềm, rồi vấn đề là nhập làm sao cho nó hợp lý. Thứ ba là cải tạo đường truyền cho mạng cho nó tốt, rồi hệ thống máy vi tính xem có thể thay đổi được thì chúng ta sẽ cố gắng trang bị lại các đơn vị. Theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ hội nghị giao ban cầu truyền hình 152 xã phường thành phố Huế vào đầu tháng 4 năm 2019 liên quan đến vấn đề hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía như các bệnh viện, các trạm y tế. Đây là nền tảng ban đầu cho quản lý sức khỏe nhân dân, phục vụ khám sức khỏe cho người dân. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục An toàn Lao động thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lớp huấn luyện cho người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Thừa Thiên Huế. Sau thời gian 6 ngày, các giảng viên đến từ Cục An toàn Lao động thông tin các quy định của pháp luật mới nhất liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động cho các học viên. Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế, các giảng viên sẽ giúp các học viên nắm bắt những vấn đề chung về kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn, mang lại an toàn viên đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, mục đích ý nghĩa của công tác an toàn vệ sinh lao động, tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở. Ngay sau khóa huấn luyện, các học viên tham gia sát hạch và được cấp giấy chứng nhận người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 3.000 doanh nghiệp. Số đơn vị huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hiện nay chỉ có 3 tổ chức và 1 doanh nghiệp với tổng số 50 huấn luyện viên, chưa đáp ứng với nhu cầu an toàn đào tạo liên quan an toàn vệ sinh lao động hiện nay.
Bắt đầu từ ngày hôm qua mùng 2 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức công tác kiểm kê về đất đai, nhà cửa và công trình xây dựng khác đối với hơn 523 hộ dân Thượng Thành thuộc các phường Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Thành, Thuận Lộc để phục vụ việc áp giá đền bù giải phóng mặt bằng. Việc kiểm kê do Trung tâm Phát triển Quỹ đất chủ trì phối hợp với các ban ngành của thành phố, chính quyền các phường có liên quan thực hiện. Với khung chính sách mới ban hành thì nhà nước sẽ hỗ trợ 100% như giá trị đền bù kèm theo hàng loạt các ưu đãi khác như suất tái định cư tối thiểu 200 triệu thay vì 150 triệu như quy định. Hệ số đất áp dụng cao hơn cho nơi đi và thấp hơn cho nơi đến, tăng hỗ trợ về chi phí di chuyển, thuê nhà tạm cư, hỗ trợ bàn giao đúng tiến độ. Đặc biệt, để phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của người dân, toàn bộ hộ chính và hộ phụ sẽ được bố trí đất tái định cư thay vì phương án chung cư. Khu tái định cư tại phường Hương Sơ sẽ được quy hoạch đồng bộ bài bản với diện tích từ 60 đến 200 mét vuông, bố trí cho các hộ dân theo các mức tùy thuộc vào hiện trạng, mốc thời điểm và các cơ sở pháp lý khác. Các hộ dân trong diện di dời lưu ý về các hồ sơ, giấy tờ chứng minh mốc thời gian sinh sống để làm cơ sở pháp lý xác định mốc thời điểm tương ứng với các chính sách bồi thường hỗ trợ. Cùng với quá trình kiểm kê, tại Ủy ban Nhân dân các phường cũng sẽ bố trí địa điểm để tiếp nhận, giải đáp những kiến nghị của người dân trong diện di dời giải tỏa. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tháng 9 năm 2019 sẽ thực hiện việc di dời giải tỏa 532 hộ, trong đó có 256 hộ chính và 258 hộ phụ, cùng với đó là 270 hộ đất nông nghiệp khu vực Thượng Thành. Cả khu vực Eo Bầu, Hồ Thành Hào và tuyển Phong Lộ sẽ thực hiện trong năm 2020 và 2021. Tin thể thao, tại sân vận động Tự Do Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc giải điền kinh học sinh trung học cấp tỉnh năm 2019. Tham gia giải có hơn 300 vận động viên là các em học sinh nam nữ thuộc 39 trường trung học phổ thông và 9 trường trung học cơ sở đến từ 9 huyện thị thành trên địa bàn. Các vận động viên tham gia tranh tài các bộ môn như chạy điền kinh các cự ly 100m, 200m, 400m, nhảy cao, nhảy xa, đề tài. Giải đấu được tổ chức thường niên bên cạnh là dịp để đánh giá công tác đào tạo tại các trường trên địa bàn, còn là sân chơi giúp các em học sinh rèn luyện sức khỏe, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, góp phần nâng cao thành tích chung của thể thao học đường tỉnh nhà. Ngày sau lễ khai mạc, các thí sinh đã tham gia tranh tài tại hai bộ môn chạy điền kinh cự ly 100m, nhảy xa. Giải đấu dự kiến kết thúc vào ngày 3 tháng 4. Thông tin thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ khép lại chương trình Huế ngày mới sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, do ảnh hưởng rìa phía nam của không khí lạnh suy yếu nhanh nên đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 33 độ, độ ẩm 72-85%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét.